bay ngủ đi. Bà Tư cũng đang quay phim nha, bà Tư đừng có. Đây có cười nha. Chết mờ cho mẹ quay cái đòn gì đâu mà xấu quá. Lát lát nữa mẹ mẹ trưng bày cái chọc cái đòn mà mẹ làm đó. Mẹ làm mà đẹp lại đâu. Trưng bày trên camera. Chặt quá, nó tròn ra sao? Đường nó dài, không trời, nó sao chứ? Hôm nay không mở cái đi bà, chị giữa chặt quá hả? Ừ, hôm nay giữa mình nó lỏng lấy. Giờ vòng nó lại hả nha? Ừ. Ôi nha, trời bắn gì ghê vậy? Chị thu xuống không? Hàng chi hai cái đòn đầu nó lòi cái chuối ra. Ừ, nói vừa rồi, vừa vậy. Xuống không? Không xuống mở ra bời. Mở đổ ra đi. Mở đổ làm lại đi. Giờ cái này đọt con trái mà quá trời nếp rồi sao? Để đi. Không còn cái chuối nào. Không còn chuối nào hết. Lấy kem chuối bỏ vô. Vậy bả làm kem chuối hay. Bạn gì luôn hả? Gái gì luôn rồi đây? Ừ. Sao bạn? Lượm chuối ra, nếp ra. Lượm chuối về để về làm một xương vô ốc, làm lỡ lượm gì nó cơm. Nó đâu có ấy này đâu. Ừ, còn phải thiệu giữa ra, hai chuối đâu nhập lại đâu. Nó đùng rồi nhập, sao nhập nè. Không nhập. Nhập rồi nè. Nhập không? Nhập. Mẹ con đang thắc mắc. Nhập, được rồi. Nhập không? Không nhập sao mà không nhập thì ăn không nhập có sao đâu. Nhập nó đẹp. Nhưng mà khi ông xiết cái này cho giữ vô nó chạy chặt quá, xiết cái ấy thôi nhìn nó chặt quá. Xong rồi cái ba đâu rồi, ba đi ngủ đi. Học với anh Tết nào? Anh Tết không? Anh em Tết không? Ba thấy ba còn đó không? Ba còn đây. Ba còn bị gói không? Dạ có. Chưa gì đâu rồi. Thế kỳ quá. Gói không biết gói, anh cười sao? Gói kiếm gì khác? Bà thấy không? Bà thấy không? Bà thấy em không? Thấy rồi. Gói xấu cười sao? Hồi nãy mẹ gói một cái bánh rất là đẹp. Chỉ con cái thôi. Giờ cột kìa. Cái này nếp không dễ gói đâu. Hai đứa nữa mẹ. Gì kìa. Bà ngoại gần tới. Ngoại gần tới. Nó nói bà ngoại gần tới. Nó cười. Nó đang nít mắt cười. Giờ nó lại còn nó kêu má mày lại nữa chứ nó kêu ngoại. Kém nguyên nhà tới luôn. Con kinh nghiệm rồi, cột chứ dạ. Cột chứ. Giữa vừa đừng có cột chắc quá. Giữa chắc quá không có được. Cột chắc quá nghe mình cột nhầm ngay tới chuối nó khiết vô nè. Nó chạy. Ừ. Cái đòn đó là con làm chặt thôi. Cột nhìn túng ngay giữa mà khiếp quá nó chạy ra. Cái này nó cắt bớt lá đẹp hơn. Cắt ở quẩn rồi cắt. Họ cắt bớt lá, họ đắp lá vô thêm mà nó lâu lắc ta làm nhìn cấp kỳ luôn. Họ cắt bớt ra mà lá đầu đúng không? Nhỏ lá đầu đắp vô. Nó đẹp. Chắc cũng hơi dài nhỉ. Cho ba đi ngủ đi. Giờ 7:12 giờ. Đó, em
Khoan, để mình làm coi. Để gói xong đòn này ngủ nha. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tại ba điện á, hồi nãy làm đẹp mà. Ba còn đó không? Nhà con kia giống đó à. Con này luôn nha. Con có bằng gì vậy đi lông hả? Cái này nó giống nè. Cái gì ạ? Cái này nó ngắn. Chị kệ. Nó ngắn mãi tao có gì ngắn không sợ. Cái chuối mà tao có cái cá. Ừ. Tao gì ngắn đâu. Cái xé đâu. Con ghi xé nè. Cái này nè. Cái dây này nè. Cái cục đã ghi lục. Kia con bận hai tay. Rồi, thằng nhắn ngủ đủ rồi. Sao đủ rồi? Trời, cái này quá nhắn. Không lấy gì khác tại gì vậy chứ. Ủa mà bà cột nguyên đòn này làm mấy giây? Nắm rừng cột đại. Không phải, yêu nói là bà cắt từng phanh hay là bà... Chứ bà không có muốn quấn hả? Quấn mơ, quấn cột ra, quấn chắc cho bà quấn. Bà cột chặt hay vậy? Ta cột hay nữa ta cột không được. Sao bà Tư? Cột hả? Cột rút hả? Ừ. Cột giữa hả? Cột hông? Cột hông. Cột hông dễ cột hơn. Dễ khó cột. Dài quá. Dài dài chút bỏ. Lỏng không? Ba nhìn nó nhôm. Tại sao bà con giờ con còn dây giống vậy? Ừ. Sao thằng nắng nhỉ? Đâu chưa? Là cái rồi ít chuối. À, ít chuối gì nếp. Tại sao cắt từng